Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với Thị Nga. Thị Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị nghe bản tin phân tích về việc trung cộng gia tăng khiêu khích Nhật Bản. Lúc 11 giờ sáng 13 tháng 12, một máy bay thuộc Cục Hải Dương Trung Cộng đã xâm phạm không phận quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản trị Chiếc máy bay cách Senkaku 9 hải lý, tức là trong hải phận 12 hải lý dành cho một đảo nhỏ, đã bị 8 phi cơ F15 của Nhật Bản đuổi ra khỏi không phận. Tokyo đã triệu đại sứ Trung Cộng tại Nhật Bản đến để phản đối. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Hồng Lỗi cho rằng máy bay Hải Dương học tới đó là chuyện bình thường vì một tàu thăm dò của Bắc Kinh cũng đang hiện diện trong vùng tại Hội nghị Hòa bình ở San Francisco năm 1951, đế quốc Nhật thua trận nên bị buộc phải từ bỏ chủ quyền trên tất cả đảo đã chiếm trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, ngoại trừ quần đảo Okinawa, bao gồm Senkaku, được giao cho quân Mỹ quản trị. Nhật Bản đã quản trị quần đảo Senkaku từ năm 1895 và doanh nhân Nhật từng lập nhà máy chế biến thủy sản với 200 công nhân tại Otsuri là đảo lớn nhất tại Senkaku cho tới năm 1940. Sự việc càng trở thành nghiêm trọng từ năm 1969 khi mà trữ lượng dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên dồi dào trong vùng biển quanh Senkaku được phát hiện. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Trung Hoa tức là Đài Loan bắt đầu đòi chủ quyền sau khi quân Mỹ trao trả Senkaku cho Nhật Bản vào năm 1972. Trên phương diện pháp lý, Trung cộng yếu thế hơn Nhật Bản nên cố tạo ra tình trạng tranh chấp trong khu vực không tranh chấp bằng cách tuyên bố chủ quyền lịch sử là một thuật ngữ không có trong công ước liên hiệp quốc về luật biển 1982. Bắc Kinh cũng phái tàu thủy, máy bay thuộc cơ quan hành chính thường xuyên xâm phạm hải và không phận Senkaku và hải quân Trung cộng thì tập trận trong khu vực gần đảo Điếu Ngư. Mối đe dọa đó buộc Tokyo phải tăng ngân sách quốc phòng và Hoa Kỳ thường phái hải đội tác chiến, hàng không mẫu hạm, thao dượt trong vùng biển Nhật Bản theo tinh thần Hiệp ước An ninh Hộ Tương năm 1960 quy định Mỹ giúp Nhật khi bị tấn công. Quan hệ Trung-Nhật có thể căng thẳng hơn nếu Đảng Tự do Dân Chủ Bảo Thủ nắm quyền vào đầu năm tới. Thì Nga tường trình cùng quý khán thính giả Kính thưa quý khán giả, chương trình phát hình của Bản tin Quạch Tình Đốn xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng được rời máy, Bản tin Quạch Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.